Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tình. Hiện tại Tình đang có mặt tại chùa Vĩnh Thanh. Hôm nay Tình muốn chia sẻ đến với cô bác anh chị một câu chuyện tâm linh rất là ly kỳ. Có một đôi vợ chồng năm nay đã ngoài 50, sống lân cận với ngôi chùa Vĩnh Thanh. Và đôi vợ chồng này đã từng chứng kiến những câu chuyện tâm linh rất là ly kỳ. Đặc biệt là người vợ đã từng thấy hiện rất là rõ ràng vào lúc ban ngày, mà không biết là các bậc chư thiên hay là phần âm ở trong ngôi chùa Vĩnh Thanh. Và đây là lối dẫn vào ngôi chùa Vĩnh Thanh đây bà con cô bác anh chị. Bây giờ mình sẽ đi ngược lại. Đi ngược lại một đoạn cỡ khoảng 300-400 mét gì đó. Thì mình sẽ đến nhà của đôi vợ chồng này. Theo như Tình được biết thì đôi vợ chồng này cũng là một người tu tại gia, cũng ăn chay niệm Phật và sống rất là lương thiện đối với cô bác anh chị xung quanh nơi đây. Trước khi Tình đến với ngôi nhà của cô ba và chú ba thì Tình cũng được quý cô bác anh chị chia sẻ là đoạn đường này ngày xưa ít có ai tới lui, bởi vì cái tuyến đường này ngày xưa người ta bị nhát rất là nhiều. Càng đi vô trong sâu thì sẽ càng có nhiều cây cối rậm rạp, đặc biệt là hai bên người ta trồng chuối rất là nhiều. Tuyến đường này ngày xưa lầy lội, đường đi rất là khó khăn nên ít có ai tới lui cái khu vực này. Bà con cô bác anh chị nhìn xem này, đó hai bên trồng chuối như thế này. Tuyến đường này vào ban đêm rậm rạp lắm bà con cô bác anh chị, ít có ai dám đi lắm. Mà mình cũng chưa biết nhà của cô ba và chú ba là nhà nào, chỉ biết đi xuống cái hướng đường này thôi. Bây giờ mình sẽ phải tự thân vận động bằng cách là mình sẽ phải tự đi vào nhà và hỏi thăm. Thì đây là cái con đường đi vô một cái ngôi nhà mái lá bà con cô bác anh chị, và đã mục nát hết rồi. Không biết là do trời mưa hay là nước ngập mà Tình thấy ở đây sình rất là lầy lội luôn bà con cô bác anh chị. Cầu mong là mình sẽ đi đúng nhà bà con cô bác anh chị. Ồ, sao không có ai ở nhà hết. Cô ba ơi, chú ba ơi, cô ba ơi, chú ba ơi, rồi xong luôn, không biết phải nhà này không. Tại vì lúc sớm mình được chỗ chú Ki chia sẻ nhà của cô ba với chú ba ở trên cái tuyến đường này thôi. Chứ mình cũng chưa có gặp mặt cô ba với chú ba lần nào hết quý cô chú anh chị. Và những clip mình đi ghi hình đó là những clip mà chân thật. Mình không có dàn dựng từ trước, bắt nhân vật phải ngồi thế này thế kia, diễn thế này thế kia. Mình mỗi lần mình bật máy lên là mình bấm quay và mình xoay chuyển tùy theo nội dung, chứ mình không có dàn dựng từ trước bà con cô bác anh chị. Thì mình tiếp tục đi thêm bà con cô bác anh chị. Đi đến đây thì Tình thấy thêm vài ngôi nhà mà không biết ngôi nhà nào là ngôi nhà của cô ba và chú ba. Ở đây hình như nước ngập lên đó bà con cô bác anh chị. Này, cái chỗ này lầy lút hết luôn nè. Tới đây là đường cùng rồi bà con cô bác anh chị. Chị cho em hỏi nhà của cô ba với chú ba là ở đâu đó chị? Nhà này á hả? Dạ. Cảm ơn chị nhiều á. Cô ba ơi, chú ba ơi,
Chú ba ơi. Dạ con được chỗ chú kia chia sẻ cô ba với chú ba ngày xưa sống ở đây ấy. Dạ. Ủa chú ba đâu rồi cô ba? Đi phát quà hả cô ba? Phát quà từ thiện hả cô ba? Đi với ai? Dạ. Ủa cô ba, cô ba là người theo Phật giáo Hòa Hảo hả cô ba? Đúng rồi. Sao bên Sóc Trăng có Phật giáo Hòa Hảo hả? Chứ, có mà. Dạ. Anh chị Sự mà. Dạ, con đâu có biết đâu, con tưởng đâu là ở An Giang với Đồng Tháp thôi. Ở Đại Ngãi á. Dạ. Xin ở đâu lại? Con ở Sài Gòn. Dạ. Dạ. Cô ba đi đâu mới về cô ba? Vũng Tàu. Dạ. Cô ba mới đi Vũng Tàu về hả? Ôi đi xa dữ cô ba. Con ở Sài Gòn. Dạ. Không có ai nhà trên. Con đi ở Sài Gòn xuống không mà con chạy con thấy mệt rồi đấy. Mà cô ba đi Vũng Tàu về. Rồi cô ba về đây ở lâu chưa cô ba? Về năm nay bốn mấy năm mà. Bốn mươi mấy năm rồi hả cô ba? Ủa vậy khu vực Sóc Trăng này chắc ít cô bác anh chị theo Phật giáo Hòa Hảo hả cô ba? Ít. Dạ. Năm mình ít chứ ở Sóc Trăng ở Bảy Sào gì đó có mở ban trị sự rồi. Dạ, là ở Bảy Sào có ha. Ở Long Mỹ mình có. Dạ. Ở đó ít thôi. Rồi hồi xưa sao cô ba biết ở đây về đây cô ba? Mình có chồng về đây. À, có nghĩa là chú ba là người ở Sóc Trăng còn này. Dạ còn tôi ở trên Bãi Sáng ở trên này nè. Dạ. Ở đây nữa. Dạ. Lập gia đình đây nhà tôi ở Bãi Sáng cả. Dạ. Con được chỗ chú Kỳ chia sẻ là ngày xưa chú ba với cô ba về đây ở đi ngang chùa Vĩnh Thạnh đó thì cũng gặp nhiều cái hiện tượng tâm linh ly kỳ đó. Chùa này chùa Vĩnh Thạnh. Dạ dạ, chùa Vĩnh Thạnh. Thì đi ngang chùa Vĩnh Thạnh đó thì gặp nhiều cái hiện tượng tâm linh đó. Con thì thích đi tìm hiểu những câu chuyện tâm linh thời xa xưa của ông bà mình ngày xưa đó. Dạ, để chia sẻ lại cho bà con cô bác anh chị mình. Ổng thì gần lắm, tôi thì không gần lắm. Dạ. Bữa nay ổng đi bắt quà. Dạ. Chỗ cô ba ngày xưa sống ở đây đi ngang chùa Vĩnh Thanh có thấy gì không? Trời, mình thì người phàm mắt thịt mà. Dạ. Đi cái chuyện bình thường thôi. Dạ. Thấy chuyện này chuyện nọ là chuyện bình thường. Dạ. Ý là hồi xưa chỗ cô ba thấy gì cô ba? Ủa lúc đó là cô ba chưa có ăn chay hả? Chưa. Dạ. Chưa ăn chay mấy đó mấy hai chục năm trở lại. Dạ. Là ngày trước cô ba chưa có ăn chay, chưa có chính thức theo đạo ha. Đúng rồi. Dạ. Thì hồi ông xã ông bệnh này vô tới giờ thì khỏe rồi cái ông vô tới thầy đi tại gia gì đó. Dạ. Đi sĩ tại gia, tu tại gia. Rồi cái ở gần chùa thì người Phật giáo rồi chú biết rồi đó. Dạ. Làm phước bất cứ nơi nào. Dạ. Thầy đâu cấm đâu. Dạ. Chùa chiền ở đâu mình cũng đi hết. Nhưng mà qua đây sau này thì mình qua chùa nè. Dạ. Cũng trùng tu lại ông ba cũng tiếp phụ này kia vậy đó. Dạ. Làm. Rồi con thấy cái hay của Phật giáo Hòa Hảo là lời dạy của Đức Thầy là cố gắng làm việc thiện tích phước nhiều. Dạ. Cái hay là ở chỗ đó. Bất cứ việc thiện mình cứ làm dù nhỏ. Làm được gì cứ làm. Dạ. Cho nên đi lắm đâu có nhà. Rồi đi ở chùa rồi cái ở đâu như cầu nguyện cầu an rồi đi phát quà bữa nay em đi đó. Dạ. Tôi cũng đi lễ đầu này đầu kia. Dạ. Chỗ nào mình cũng đi như hòa đồng mà. Dạ. Mình không phân biệt. Dạ. Mình không phân biệt tôn giáo nào hết. Dạ. Tôn giáo nào cũng bạn hết. Cái lễ Quan Âm ở Đại Tùng Lâm đó. Dạ. Ba chục ngàn. 30.000 người. Dạ. Lại mỗi đêm vậy là 500 lại. Dạ. Sáng chiều là 1.000. Ba đêm 3.000 lại. Dạ. Ngày xưa cô ba về đây ở chắc khu vực này nó vắng vẻ lắm hả cô ba? Vắng. Dạ. Đó về đây chùa lá lú mà thù à. Ồ. Vậy ấm chứ. Chú ba về hả? Ấm biết cho tôi ở đây. Tại vì quê là quê của chồng. Con chào chú ba. Dạ. Nãy con ghé thăm chùa Vĩnh Thanh. Gặp chú Kỳ, chú Kỳ chia sẻ chú ba ngày xưa sống ở đây. Rồi chú ba hành Phật sự theo lời Đức Thầy đó. Nghe chỗ chú Kỳ chia sẻ hay quá. Nãy con đến con tưởng đâu.
con tưởng đâu cái chòi là nhà của chú ba, con vô chổng con kêu quá chừng luôn. Dạ. Nhà ra ngoài má. Nhà mình ra ngoài nghỉ. Dạ. Rồi chú ba mới đi làm từ thiện về hả chú ba? Dạ, từ thiện mà nay mới đi cho quà ở Sóc Trăng, mình cũng anh em rủ đi. Dạ. Là trong hội mình hay sao chú ba? Trong cái hội. Dạ. Cái hội trên hai ba chỗ mình nói vậy, ba bốn chỗ góp lại đó. Dạ. Cho. Ở tỉnh Sóc Trăng thì Sóc Trăng cũng có. Bây giờ phổ biến Phật giáo Hoàn Hảo chưa thưa chú ba? Như đạo Phật cũng có cũng nhiều lắm. Dạ. Rồi hồi sớm giờ chú ba đi phát mấy điểm rồi? À, có phát con điểm một. Dạ. Chú ba năm nay nhiêu tuổi rồi chú ba? Năm nay 86 tuổi. Chú ba cho con gắn nhất. Dạ. Rồi chú ba theo Phật giáo Hòa Hảo này được bao nhiêu năm rồi chú ba? Năm 2007. Dạ. Trước đó chú ba là người con của Sóc Trăng mình luôn. Con. Dạ. Chắc lúc đó mình đâu có theo, đâu biết Phật giáo Hòa Hảo đâu. Không biết. Dạ. Sau này lấy vợ xong rồi hành Phật theo luôn. Như là Phật. Dạ. Rồi thì cũng bệnh đó, rồi cái thấy người ta lợi này kia rồi mình cũng. Dạ. Mến người ta luôn. Dạ. Thế từ ngày chú ba theo bên Phật giáo Hòa Hảo á, làm theo lời Đức Thầy, chú ba đi làm từ thiện thì chú ba thấy mình người mình nó như thế nào thưa chú ba? Cái này mình thấy nó làm nó thoải mái hơn. Dạ. Nó mình không có còn nghĩ ngợi gì những cái đường mà danh lợi gì hết trơn, mình chỉ mình muốn làm phước mà cho nó có cái chuyện cho nó an nhàn của mình thôi, chứ còn mình không có nghĩ là cái làm đó là có lợi gì cho mình, không nghĩ gì cho mình làm, yêu cầu mình làm là mình vui. Dạ. Có làm là có vui. Chỉ yêu cầu mình có sức khỏe để mình cùng đồng hành với những người đồng đạo của mình thôi là được. À, đúng rồi, như là Phật. Tại vì con hay đi quê bên An Giang á, thì con cũng gặp nhiều cô chú anh chị Phật giáo Hòa Hảo á, cô chú anh chị cũng giảng dạy con cũng rất là nhiều điều. Không nhất thiết là mình phải làm những cái việc lớn, cái việc nhỏ mình giúp ai được gì mình giúp cũng là một cái việc thiện rồi. Đó là lời của Đức Thầy được bà con cô bác anh chị chia sẻ lại cho con. Nghe những cái lời đó mình cũng cảm thấy rất là vui. Tại vì trong cuộc sống mình thiếu gì cái để mình làm việc thiện. Có nhiều cái lắm, mình không nhất thiết là phải có tiền nhiều mới làm việc thiện được. Đôi khi mình phụ giúp một cái gì đó nhỏ nhoi thôi cũng đã làm được một cái việc tốt rồi. Như là Phật, cái đó là đúng nè. Dạ. Không phải là việc lớn như vậy, mình giờ mình cho một miếng bánh là cái những người ta lại khổ sở, ví dụ mình cho như thuốc hay là mình làm bắt những cái đường mà đường đi nó có hư hao nữa, có mình đi ra mình cho một miếng xi măng hoặc là một miếng đá gì đó. Dạ. Mình dán đó là cũng là các cái từ thiện mình làm hết rồi, rất là nó vui vẻ. Dạ. Với lại ở độ tuổi của chú ba bây giờ mà được bạn bè đồng đạo đi làm việc thiện như vậy thì người mình nó sẽ thanh cao và nó thoải mái, mình không có còn lo nghĩ về vấn đề kiếm tiền nong hay là chạy theo sự phát triển của xã hội nữa, mà mình sẽ dạng như là sống ẩn một phần còn lại của cuộc đời mình. Yeah, như là Phật vậy. Yeah. Yeah. Chú ba cho con hỏi là ngày xưa cái khu vực chú ba ở chắc đâu có cái con đường đan nhỏ lúc nãy đâu, chắc bờ ruộng thôi hả chú ba? Như là Phật, cái đó là cái khu này là thì mình nói cây tạp không à, cây um tùm hết trơn vậy đó. Yeah. Sau này mình mới mở ra được một cái đường lộ trước đó. Yeah. Đổ đá, nhưng mà một thời gian đó, mình thấy nó lúng quá, lúng có đi khó đi khó đi, rồi cái sau này cái chùa người ta đang xây dựng chùa đó. Yeah. Rồi mình mới cái hỏi cái đường chùa. Yeah. Hỏi đường chùa, người ta cho đường chùa mình đi nhờ. Yeah. Rồi cái mấy huynh đệ đó, ở thành phố người ta cũng có hỗ trợ cho mình một mới vật tư đó. Yeah. Tặng cho mình làm những cái lộ từ đây qua chùa, tặng mình đi chùa tới luôn, nó dễ dàng. Yeah. Ngày trước chú ba ở đây chắc là chùa Vĩnh Thanh nó vẫn còn hoang sơ lắm đúng không thưa chú ba? Nói như là Phật nó hoang sơ lắm. Yeah. Nó không phải được gì đâu, nó lúc đó là cây có tùm hết trơn, mà chùa là nó ba thời kỳ rồi, một thời kỳ lá, một thời kỳ ton. Rồi cái mới bỏ cái tôn này, mới thời kỳ mới này nó mới lật lại là ngói. Yeah. Nó y như ngày xưa cũng ngói. Dạ. Yeah. Còn nó hư cũng như hai thời kỳ, nó hư hết trơn rồi cái nó làm lại là thứ này cũng là thứ ba rồi.
Có một câu này rất là hay này, con xin phép hỏi chú ba, đố chú ba chứ ngôi chùa Vĩnh Thanh nguồn gốc xuất phát từ đâu? À, Di Đà Phật, cái này ngôi chùa Vĩnh Thanh này nó xuất phát từ ở Ba Chúc, núi tượng Ba Chúc, nước Ba Chúc. Dạ. Tính nó nói Ba Chúc đi. Dạ. Xuất phát từ Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Tứ Ân Di Đà Phật, Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Dạ. Vậy là chú ba cũng hiểu hết về ngôi chùa Vĩnh Thanh rồi ạ. Dạ, Di Đà Phật hiểu. Dạ. Chú ba có thường hay lên chùa Vĩnh Thanh viếng chùa không thưa chú ba? Chùa này hả? Dạ. À, Di Đà Phật cái viếng hoài vậy, mình có lúc trước mình cũng ở bển Thường Xuyên á, mấy cả 2-3 năm trời mình cũng ở Thường Xuyên, bển mình nấu cơm á, hình sáng mình qua nấu cơm nó cái chiều luôn đó. Dạ. Cho anh em ta sửa chữa lại đó. Rồi cái thời gian này á, thì mình thấy á, bổn đạo ta càng đông, thôi bây giờ mình làm chuyện khác, mình cái đây mình nhường lại cho mấy cái cô phụ nữ á, làm ta bếp. Dạ. Chắc ngày xưa vắng vẻ lắm ha chú ba ha. Ừ, ngày xưa thì hồi mới mở mới 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 chữa chưa tu lại thì tôi trực tiếp đó là tôi 100%. Dạ. Chú ba cho con hỏi là lúc mà ngôi chùa còn là chùa lá chú ba, lúc đó chắc khung cảnh xung quanh rừng rồi chắc buổi tối chắc nhìn ghê hả chú ba ha? Nó nói lúc đó không ai dám đi đâu, nó nói vòng vòng đó là toàn bộ là tính là cỏ không, cỏ cây không à, nó bịt thù có một đường nhỏ thì vô à, chắc nhìn ghê chú ba. Thì dưới có cái nhà bếp ngày xưa là bằng cây. Dạ. Cũng hư một mấy mấy chào rồi, nó là cây cũng lâu lắm rồi nó mới hư rồi cây đó. Rồi sau cái ông mốt nữa chứ ông qua đời. Dạ. Qua đời rồi cái ông mấy con mới cất lại á. Dạ. Ngày trước bà con cô bác ban đêm là chắc ái ngại khi mà đi cái khu vực đó đúng không thưa chú bà? Đúng rồi, ngày trước là có ai lắm. Dạ. Đó là có ai bị nhát mà không chú bà? Cái nhát thì mình không hiểu á, còn nhiều khi nhát ta cũng đâu có nói gì mình chi. Dạ. Nhưng mà tôi thấy cái này nó có cái quyền linh dữ lắm cái chùa. Dạ. Thì cái ngày trước tôi nói cho nghe thì cũng tôi cũng qua thường thường tôi cũng qua bển đó. Ở bển thì cái mình nói thì cái tâm trong cái tâm linh mình không nói được đâu, nó nói gì đi. Dạ. Ý là chú ba gặp cái gì bên đó chú ba? Cái xưa là cái hồi tôi mười mấy năm về trước đó thì tôi nói cũng như cái giấc trưa 12 giờ trưa tôi cũng ưa đi vào bển. Dạ. Thì có anh Tư đó là anh chán anh đốt xuống anh mở cửa đốt ngang rồi thì anh đi làm chuyện ngày tới 11 giờ 10 giờ ông mới về rồi là cúng công ngọ thì rồi cái anh cũng bỏ đó người kia tôi cũng qua thì kia tôi cũng vòng tôi chơi rồi cái lúc đó thì tôi công thì tôi nói cái chuyện này tôi thấy là không biết có cái gì á tôi nói rồi cái lúc là 10-12 giờ trưa tôi cũng qua bển một tôi đi qua bển thì nói chung ra cái đợt cái một đợt trước á 12 giờ trưa thì tôi gặp tôi nói một con rắn thôi tôi nói cái đó là mình thấy rõ ràng cái đó mình rắn lớn lắm á, có rắn nó chứ muốn bằng cái hũ đường vậy đó, chứ không phải là nó nhỏ. Bự dữ vậy thôi chứ quay. Nó bò ngang cái rồi mình cắt cái dao khoai mà mình giỡn ốc cục không dám bước tới nó mình chụp cho lại đó là mình giữ. Mình hay chưa? Lớn quá nên mình nó lớn quá nó bò cây dạ. Nào đó lúc cây đó cây nhiều á, cây dạ. Nhiều nó bò cái liệt nè, cây có nó liệt. Nó bò vô cái lán chàm ô qua bên chùa. Bằng cái hũ đường là chắc mà to mà nói bằng cái hũ đường vậy đó to hơn cái bắp chân con hả chứ bắp lớn nhìn nè dạ. Nhỏ đâu mà cái thôi mình thôi cũng bỏ qua không có nói gì cứ gắn và lúc đó cái cui này nó vừa cược nó dữ dội lắm dạ. Từ đây tới ngoài không ai đâu ai phá thiết gì đâu cũng còn rừng dạ. Còn nhiều lắm dạ. Cái thôi mình không có nói gì rồi cái gắn này gắn mình không biết cái gì mình không có dám theo nó nữa dạ. Mình về rồi cái thấy cái qua chừng mấy ngày sau nó ra cũng mấy ngày sau thì cũng không biết mình cũng không có nhớ là mấy ngày nữa nói chung ra đây cái chắc chiều tối mình cũng có đi qua bển cái mình mới bước qua cũng qua chùa nữa thì giác đó cũng khi cỡ 5 giờ cái trời cũng mưa cũng lắng gắt kìa ngọn tháng nào mình cũng quên không nhớ
mình mới bước qua khúc đường chứ mình gặp ông cọp lớn này. Hồi đó có cái mương lá. Gặp gì chú? Ông cọp á. Ông cọp hả chú? Ủa, ông cọp á. To không chú? Hả? To không? Ông cọp to không? Bên lớn như nè, tôi nói chừng một dòi nè. Nay mưa ngoài phóng qua ngông. Phóng ngông tôi đứng tới hết thần hết trơn rồi tôi mới quay trực cho lại. Trực cho lại rồi tôi dòm xuống thì ông phóng qua bên nó đi vô luôn. Luôn rồi hồi cái tôi mới dòm cho lại những cái thì xem một ông nữa. Phóng qua hai ông nữa. Là hai ông. Tôi bữa đó tôi không còn mà cứng họng luôn, tôi không có đi đâu được cái dây, tôi quay nó đứng chục luôn rồi tôi về luôn. Chú ba cho con hỏi, chú ba thấy ông cọp mà sao ông cọp nhỏ vậy chú ba? Thì ông cọp nhỏ vậy nè, mình nói nó như cũng như là mới ông cọp là thì mới nói cọp nhỏ cũng như là ông gọi bên đây là còn hai ông, thấy bển hai ông không? Trước trước chùa đó trước trước cho cái chỗ cái cây cái đó đó còn ba ông đó, hai một ông lớn nha, hai ông nhỏ chiếu gì đó. Dạ. Thì y hệt như cỡ mấy ông đó vậy đó. Ồ, vậy là chú ba gặp ông cọp là gặp ông cọp tâm linh rồi. Mình cũng không biết được, nói phải mình nằm trên bao á thì nói cái chuyện đó thì mình không nói phải không? Còn bằng ngày. Bằng ngày luôn hả chú ạ? Bằng ngày, ngày đó, có 5 giờ chiều á. Ông đầu tiên to không chú ba? Thì hai ông cỡ một. Cỡ một à? Phóng qua cái vũng nước hả chú ba? Phóng qua cái mương, mương lá, đó có cái mương lá. Dạ. Lúc đó thấy xong rồi chắc quýu hết luôn hả chú? Trời, tôi thấy một cái rồi, tôi hồn với mấy chân, tôi đâu có dám bước tới nữa. Tôi đi chừng lại, tôi sụp cái lại, tôi dòm kỹ cái rồi thêm một mình không biết cái gì. Mình tính, mình hồi đó lúc đó mình cứ nguyên nghi cái như mà trồn chuột vậy đó, dòm kỹ với lợi thì không phải trồn chuột, đó là ổng còn có gan. Là chú ba nhìn kỹ lại luôn. Kỹ luôn, tôi dòm kỹ. Chắc lại. Ban đầu mình cũng tưởng nó là chồn hay là mèo. Chồn, mèo. Mèo. Dạ. Nhưng mà tôi dòm kỹ lại là đúng là ông mẫu luôn. Gan. Dạ. Ủa, chắc về nhà luôn hả chú ba? Đó, tôi bỏ tôi về nhà luôn. Dạ. Đó là coi như là thần trí coi như là hoảng loạn luôn rồi. Tôi cái lúc đó là mình nói chứ mình không còn biết gì chứ. Mình sợ gì lắm. Thấy kỳ cục. Dạ. Mà nói với rồi cái cuối cùng là rồi cái hai ông kia ông đem cái cặp cọp xuống là y hệt hai cọp, y hệt nha, cọp tôi thấy một lần vậy đó. Ý là chú ba thấy một cặp cọp nhỏ đó, xong rồi tự nhiên có một người đàn ông mang tới một cặp cọp giống y chang như vậy luôn. Bây giờ đây là cũng như là mười mấy hai chục năm rồi là ổng có giữa chùa ổng mới mang xuống. Dạ. Mà nó huyền di, nó kỳ lạ quá hai chú ba ha. Ông mang xuống y hệt như tôi nói ông này, hai ông này này chứ không có ông nào. Đúng màu sắc đó luôn. Đúng màu sắc đó luôn. Tại vì cái câu chuyện đó nó in sâu vào trong ký ức của chú ba rồi, đúng không chú ba? Không không thể nào quên được. Không nào quên được cái gì. Còn chỗ rắn mà rắn to chú ba từng gặp á. Chê chích gì cái chỗ mấy cái ông hai ông phóng qua vậy đó. Thế rắn to đó dài dữ không chú ba? Thì bởi vì trong cái nó bịt thù à, rồi ổng vừa tôi mới vừa bước qua tới thì thấy trong ổng lù ra ổng thì ông quay ông đi luôn, ông bọn ao 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 bọn nhanh lắm hả chú ba? Ủa? Thường thì rắn to phải chậm chứ sao mà nhanh dữ chú ba? Cái này nó lẹ lẹ hả chú? Ao ao ao, nó nghĩa là bị cái cây nó quơ sao chắc cỏ rồi chắc xẹp lép hết luôn hả chú ba? Thì nó mình tôi ấy rồi tôi nhận thấy rồi tôi bỏ tôi đi, tôi đâu có dám ở lại nữa. Mình nói chế chỗ tôi thấy một cái rồi nó biến kinh hồn vía cọp, tôi không sợ không mà tôi thấy rắn tôi sợ. Nói chung đó là người Việt mình từ thời xưa tới bây giờ cái hình tượng rắn là một cái gì đó khá là ghê rợn, nên khi mà thấy rắn hầu như ai cũng sợ. Tại vì rắn ở Việt Nam mình thì có nhiều rắn độc, mà rắn mà to kiểu vậy thì có thể là nếu mà rắn độc thì nó nguy hiểm, mà rắn tâm linh thì mình cũng không có thể nào dám mạo phạm. Mình con rắn nào không biết. Chú ba đâu có thấy được cái đầu đâu hả chú ba? Không thấy cái đầu, thấy nó vừa bò ngang vậy đó, thì cái mình nó đen. Đúng không? Cầm cây dao mà không cầm không dám nhúc nhích luôn. Tôi đứng cầm dao phai mà tôi nhìn thấy cái rồi tôi muốn gớt cây dao phai tôi luôn. Không dám nhúc nhích luôn đúng không? Không dám nhúc nhích luôn. Dạ. Quyết liệt. Cho đúng ra mấy cái dân mà dân thượng xã đó, nhiều khi chừng người ta buồn người ta chặt ta ăn thịt mấy ông nhậu này kia, nhưng mà tôi thấy rồi một cái rồi tôi quảng kinh hồn vía. Mà lúc đó chú ba theo quy y Phật giáo Hòa Hảo chưa? Dạ. Cái mới quy y đây hồi năm 2007 cái gì.
Đúng là có nhiều chuyện nó kỳ lạ ở Kỳ lạ, tôi dạ ngôi thấy nó chùa kỳ Vĩnh lạ Thanh chùa nhiều nó hơn. vậy đó. Dạ. Rồi con nghe chỗ chú Kỳ chia sẻ là ngày trước có nhiều thầy, chú Kỳ rước nhiều thầy về ở mà ở không được hả? Đúng rồi, nhiều thầy lắm. Vậy ở một ông thầy ở được có ông cuối cùng là ông ở được đâu đó 7, 8, 9 năm 10 năm gì nó trả lại rồi, còn mà ông ở không phải ở chùa, ông ở cách cái nhà cái bên. Lúc trước cái ông qua ông ở cùng nên à, rồi cái cũng cũng làm cũng đẹp lắm, chùa chiền cũng ấy lắm, rồi sau này làm như không biết cũng có khiến cái gì đâu, có con vợ thì sao ông cất cái nhà bên cái cặp bên đó đó, có cho bà ở ông ở luôn, cũng qua qua tới lưu chùa với cháu không ở chùa. Rồi còn những vị thầy sau này rồi coi như đến rồi đi, đến rồi đi, không ai trụ Đến nổi đi 3 đến đi ngày. à, mà trước nhiều trước lắm, trước cũng đến đi còn như con cũng một cô nữa cũng đến nữa, mà nó thì nó nhiều cô đi chứ giờ mà nói cũng không biết gì sao Cũng như tới nữa. ở Tới những à, là coi như một ông thì 1, 2 tháng, 5, 3 tháng, có khi 3, 4 năm đó là cái ông đó dữ tợn hả? ông chì nhất đó, còn vài tháng à, rồi đi hết trơn à, không ai ở được hết. Bị nhát hay sao chú ba? Không phải nhát, có khi nhát có khi không nhát mà cũng vẫn đi. Cái ông kia thì ông nói mình nghe ông công đó tin lộ cục, ông nói bữa đó ông nói thôi giờ bữa đó tôi với bà nhà tôi qua ngủ, ông nói qua ngủ đây á, thì ai làm gì làm kệ người ta, mình đừng có động phạm tới người ta thì thôi chứ còn đừng động phạm. Thì cái lúc trước cái ông nói ông qua đây á, là coi như mình nói ông nói thì mình đâu có biết đâu, ông nói thì cũng mấy ông thiên thần mấy ông cọp cũng rượt ông mấy lần, ông cũng chạy dắt dò luôn nha, nhưng mà ông nói thì mình đâu có biết, mình chỉ nghe ông nói thôi chứ mình đâu có thấy. À, Còn cái người tôi thấy thầy. là tôi thấy thực tế đó, cái đó là tôi thấy rõ ràng, cái này mình không có nói, bây giờ mình nói ra thì có hai vị chư thần ta biên chép ta, là mình nói bậy bạ một cái là tội chết luôn, tôi không dám nói bậy. Vậy là cái vị thầy đó qua đây nói là ngủ là bị các vị chư thần với cọp rượt. Ổng ngủ là bị hoài bị quỷ à. Còn có một chú nữa, chú ở trên kinh 90 nè, chú vô chú cũng tụng kinh. Rồi ông kia thì ông kia ông kêu thôi ngủ ra đây, ông về bển tối tối ông qua. Rồi bữa đó ông kẹt gì ông qua, mà cái chuyện 8, 9 giờ ông chạy ra ngoài ngoài ngoài, ngoài đứng ngoài ngoài đường, ông điện thoại ông kêu qua rước ông cho ông dám đi chùa. Gì ghê chứ bà, Ờ bỏ chạy ra ngoài đường đứng luôn. ông chạy ra trước cửa ông đứng, ông không dám vô chùa, nó kêu ông kia qua đi rồi giao cho ông đi, rồi nó mới giọt, ông mới giọt về kinh 90 cho nó, ông không dám ở nữa. Mà có chú bà có hỏi có ổng gặp cái gì không? Ông nói ông thấy cái gì đó mà ông không dám nói ra. Tại vì con nghe chú Kỳ chia sẻ là nhiều thầy mà tới ở chừng 2, 3 ngày hoặc là có thể buổi trưa thôi nằm ngủ thôi là nhiều khi cũng giống như là những người đó người ta không có được trong sáng lắm hay sao á, là bị các vị chư thiên chư thần người ta đuổi đi à. Với như chú ba ngủ bển chú ba có đâu có gặp chuyện gì đâu đúng không chú ba? Không gặp gì chơi mà nói chuyện nói như lào xào nói hoài, nói quỷ nói, rồi người ta đi cũng như người ta đi tới đi lui chứ có mà nó có gì, người ta nói chuyện của người ta thằng âm nói chuyện thằng âm, mình nghe nói chuyện lào xào chứ mình đâu biết cái gì, nhưng mà có cái người ta đi đi guốc á, từ đường đó tôi thấy tôi nghe nó đi guốc, cái đi guốc thì nghe cọp 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 kiểu cái đó Nhiều thì ghê chú mình bà. cái đó thì mình có nghe rõ ràng Ồ, vậy là trước đó chú ba ngủ bển là chú ba nghe ban đêm là nghe tiếng bằng nói chuyện xù xì. đêm. À, bằng đêm tôi với bà ngủ nè chứ đâu có phải ngủ nhà ai đâu, Là nghe tiếng nói chuyện xù xì luôn hả chú ba? cọp nó chuyện chiều chiều chuyện ngoài mình nói người ta nghe, ông có nói tôi ông dặn nó bằng đêm người ta nói gì nó kệ người ta, mình đừng có lên tiếng, còn người ta đi đâu đi kệ người ta thôi, chứ mình đừng có cái gì động phạm tới người ta, nổ đá người ta thì mình không có gì hết. Lúc mà chú ba nghe vị thầy đó dặn dò chú ba vậy, lúc đó chú ba sợ không? Không không tôi không sợ, nói chung là bản tôi không có sợ chứ, tôi bình thường lắm. Chứ con mà nghe tiếng đi lộp cộp chắc con víu luôn với chú ba. Con là chắc bỏ chạy về nhà luôn quá. Cái đó là mình không biết làm sao nói cái chuyện đó. Chứ còn cái ngày xưa á, thì tôi cũng có qua bển tôi ngủ một tiếng một đó, lúc đó tôi nghe cái lá bùa trên chùa chưa có sửa,
Tôi cũng ngủ hết một bữa mà ngủ tới chưa được tới sáng mà tôi về rồi không thấy cái gì hết. Nhưng mà sau này nghe nói thì cái nó quá cho Linh, mà Linh cái này mà nó không biết Linh cái gì mà con không hiểu. Chú Ba ngủ, chú Ba nghe tiếng đi lập cọp là tiếng tiếng guốc hả chú Ba? Tiếng guốc, cái này tiếng đi guốc tiếng hả? guốc, đi cái gì cái guốc đôi guốc mà chưa, nó đi mấy ông mấy cô chưa đi guốc không à, với ông già chưa, người ta đâu đi 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 dép như mình hôm nay đây, đi rất là cọp 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 cọp. Nó đâu có dám thò ra coi hả chú Ba? Đâu có dám, dạ. Không dám đâu. Dạ. Cái đi làm cái đó cho mình đâu có. Ngày trước chưa xây dựng chắc cái khu vực đó nó giống như là một cái đấm ruộng rồi cỏ nó mọc lên chắc nó sầm uất lắm mà nó hủng nước nôi cái gì nó động dũng này kia chứ đâu phải nó bằng thẳng gì đâu được đâu. Sau này mới đem đất vô đổ này kia rồi mới chán lại nó mới cao đó cho rồi đó đâu có được vậy đó. Chỉ có cái dòng cái chùa chứ chung như cái chùa thôi, còn ra ngoài thì nó mương nó rãnh nó hủng nó chủng mùi ôi lắm cây cối sầm uất. Rồi hôm trước là chú Kỳ có dẫn con đi á, thì chùa của mình ngày trước là có nhiều vị thầy giỏi nổi tiếng lắm á chú Ba. Chùa mình ngày trước giống như là chùa để trị bệnh cho bá già bá tánh luôn á. Cái này á, tôi nói là mấy vị thầy á, là không có cái gì mà nói cho hay hết. Nhưng mà có một cái cô Tiên Nga có ở ngoài Phụng Hiệp nè, Hiệp ở ngã bảy chứ ở đâu cái Phụng Hiệp, cái quận Phụng Hiệp à. Dạ dạ. Cái lúc đó cổ mới về đây á, là cổ trị bệnh. Dạ. Thì lúc đó cũng còn chùa lá chưa có lập tôn nữa, cổ mới về cổ làm đó. Thì tất nhiên cổ về một cái rồi cái chùa nó cứng ngắc, con người ta chơi, con người ta không có chỗ nào ngủ dân, mà cái hồi đó cái sông mình nó xíu chưa có múc á, đậu cái chuồng đậu ghe mà từ cái ngã ba đặng muốn tới đằng 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 kia các cũng cái cây số rồi đó gì thì ghê chú bà đó, mà biết cái sông nó nhỏ là khách còn đến đó hả chú bà, khách nó đến trị bệnh đó. Dạ dạ, mà chị đâu hết đó, cô đó đó cô chị đâu hết đó, cô được hai người đệ tử, hai phụ tử con trai. Dạ. Đàn ông mà nói đàn ông thì đàn ông trai cũng gì. Dạ. Thì theo hộ cổ đó thì tôi với bà này nè nhà cũng qua bển cũng gần nửa tháng, hơn nửa tháng thì chị đâu hết đó, chị đâu hết đó chứ không có hết phải... thiệt luôn á hả? Ừ, hết thiệt luôn á. Dạ. Cái cô đó mà cổ mổ mổ cái bụng cái ruột một thừa á, mà cái ruột già nó mà nó thúi rồi đó. Tôi với thằng ghế của bả từ dưới bến mà khiêng lên tới chùa á, rồi bả chị chút xíu khoảng 10 phút hồ rồi bả đi cha te. Là chính chú Ba là người khiêng cái người phụ nữ đó lên, khiêng cái bà già. Dạ. Khiêng cái bà già lên á, đặng cho cái cổ chị bệnh á. Dạ. Rồi chị một thời gian này kia cũng bệnh nào chị cũng hết trơn á, bệnh gì chị cũng hết trơn á. Một thời gian này kia làm như hết cái nhiệm kỳ, cổ mới về trên Trung Nguyên. Biết Trung Nguyên không? Dạ không ạ. Trung Nguyên là cái miễu miễu bà chúa xứ với cái tịnh độ là hưng Trung Ân đó. Thì cổ về chở tôi với bà có dám đi theo, với thằng này có một cô dám đi lên chở theo lên chở coi ông cô cổ chỉ bệnh. Cái ông nóng té gãy như sống, bỏ miếng dán khiêng lên rồi cổ chỉ chút xíu rồi đứng đi ta te chị ghê chú bà. Thì mình mới nói là cái đó là mình không biết cái chị cái gì mà nó không biết là dùng gì cái gì. Nhưng mà chỗ cô Nga đó là khi mà rời khỏi chùa Vĩnh Thanh rồi á, đi chỗ khác thì chị vẫn hiệu quả luôn. Chị không hiệu quả luôn. Dạ. À, có chị trên Trung Quân chẳng là mau chừng mười mấy, 10 ngày, không tới 10 ngày là cổ đi, có gì thiếu cổ. Dạ. Còn có chị cái chùa này là lâu lắm, có chị chùa này là cũng là nửa tháng. Nửa tháng rồi. Nửa tháng, hơn nửa tháng. Yeah. Nó nhưng mà khách ở đâu sao người ta biết, người ta tới nhiều chú Ba? Không biết, cái này ta đồn ra sao không biết. Dạ. Yeah. Cái chỗ cô Thiên Nga đó với... mấy ông có linh nghiệm đó. Ý là chỗ cô Thiên Nga đó với chỗ chú Ba, độ tuổi ai lớn hơn? Cái cô Thiên Nga đó thì chắc cổ cũng... Theo lúc đó thì
từ độ bị gì cổ mình thấy cũng còn trẻ quá, mình có còn trẻ thôi chú ạ. Ồ, có trẻ dữ lắm, mình không nhận thức được đâu. Bây giờ mà nó nói cho cô năm nay chắc cô lớn hơn tôi chứ, nếu mà lớn hơn tôi cô không bao mấy tuổi. Mà coi chừng cô nhỏ hơn mình không biết sao nói, bây giờ em thấy cổ trẻ không? Ờ, có trẻ khô cái người nó nói, cái người làm thầy nó trẻ khô mà cái người đó là không phải là cái dân tộc của mình. Cái cô này là cô có tiên nga, mà cái này có là mấy cái đạo gì tôi cũng quên. Người Khmer hả chú? Hả? Khmer không hả? Không phải. Chăm. Ồ, cái người y hệt người Chăm vậy đó. Ồ, vậy là cô Thiên Nga là người Chăm. Ồ, cổ ăn không ăn, không ăn cơm. Cổ nấu đậu xanh. Ta nấu đậu xanh cổ với nấu ba cái rau bún luộc này, cổ trộn vô á, rồi cổ không ăn đũa ăn gì cho cổ chấm. Chấm ăn à. Vậy là ăn theo kiểu người Chăm Hồi giáo á chú. Người Hồi giáo á, mua ăn theo kiểu người Hồi giáo Mohammed đấy. Tay có đem cái tô ra có chấm có ăn chứ không phải như mà cái mình còn mất đũa. Nhưng mà ăn chay hay là ăn chay hay là ăn mặn chứ? Thì có ăn đó thì tôi nói ăn là cái đậu xanh nó với rau muốn mà luộc nó trộn lộn lại vậy đó. Ăn vậy thôi hả chú? Ủa, kỳ thế. Không biết cái đó, không biết chứ không có ăn thịt ăn cá gì chứ. Mà cuốn cuốn lại lấy tay bốc ăn thôi, không có chấm gì hết luôn. Chấm như là chấm vô bốc ăn nha. Không có chấm gì hết luôn. Không chấm gì hết trơn, thấy là vậy đó mà không biết cần sao nói bởi vì có ăn vậy thấy ăn vậy không khác. Mà ngày trước cô Thiên Nga đó chị bệnh là chị bệnh miễn phí hay lấy tiền chứ ba? Miễn phí không lấy tiền ai cho nha. Rồi bây giờ cậu đi về đâu không biết luôn. Cậu về ở trên Phụng Hiệp, nghe nói là chết rồi. Mà còn cái chùa chỉnh còn. Về chỉnh là có một hai đệ tử mà ta mà vợ con bắt lại hết, một ông còn một ông theo chỉnh là chết trên chỉnh luôn, chôn cũng gần chùa luôn, kế bên luôn. Là cô Thiên Nga đó ngày xưa là có hai đệ tử. Hiện tại một người còn sống còn một người mất rồi. Một người không ý tôi nói lúc đó theo hai người, theo hai người mà đều có vợ hết, mà cái đàn một cái đàn này á, thì bắt lại ổng bắt lại được ông, vợ bắt lại được ông, còn cái ông kia cũng như là ổng có cái tinh thần mạnh quá, báo bắt không được, cũng như báo bỏ luôn, rồi theo gì chảnh ở chảnh luôn. Vậy là chỗ cô Thiên Nga là đã mất rồi hả chú ạ? Rồi nghe sao này bị cái đứa cháu nó nói bà vợ chồng nó là đi ở trên cô Thiên Nga thường, thành ra nó mất rồi. Có mất rồi. Vậy là ngày xưa chỗ cô Thiên Nga có duyên về đây hả chú bà? Đúng rồi, đâu có ai mời đâu hả chú bà? Cậu tự nhiên cậu đến thôi, cậu đi chứ không ai mời hết. Khi mà bà con cô bác anh chị chứng kiến cảnh cô Thiên Nga chị bệnh một cách thần kỳ như vậy chắc ai cũng trầm trồ hết hả chú ạ? Đúng rồi, ai cũng trầm trồ cho em nói ra cô Thiên hay quá trời hay. Mà cái trầu đó là trầu đâu có thuốc men gì đâu, đâu có cái năm đâu có chưa có bệnh viện, có tỉnh xá không à, cái gì có cái gì nhỏ nhỏ đó. Đâu có bệnh viện. Rồi cậu chị bệnh không có lấy tiền như vậy chắc bà con cô bác anh chị yêu mến lắm hả chú ạ? Đúng rồi, trời ơi, có chị một cái rồi ở xứ nào ta cũng hay sao mà hay nó lỡ chứ. Lúc đó thì đâu có xe cộ gì đâu, toàn đi xuồng không à. Ngày ghe. Xưa ở đây là đi ghe hả chú ạ? Ghe lúc đó là ghe người ta làm mui như đó, rồi xuống là đậu đó chở. Bằng ngày thì ta lên trị bệnh, bằng đêm nhiều khi đông quá đông, ghe ta ngủ. Chú ba đã từng chứng kiến giây phút mà chỗ cô Thiên Nga chị những người bệnh mà nặng đến nỗi mà phải khiêng như vậy. Khi mà chừng mình nói chứ không tới 10 giây thôi chứ mình không nói chứ nhanh tới là 10 phút nữa. 10 giây là cổ ngồi như cô đi te te te. Cô đó.
mấy lúc đó chắc mình không tin vào mắt mình luôn, mình tưởng nó đang mơ không thưa chú. Mơ làm gì mà nói mình chứ thấy cái đó. Kiểu mà mổ mà ruột mà nó thúi kiểu như vậy hứa sao sống dạ. Kêu mình tới này nó còn hứa quắc luôn á dạ. Mà có chỉ một cái rồi tôi thấy là có đứng gì cũng đi ta te te rồi đòi ăn cơm lấy nấu cơm mà cho ăn đòi ăn cơm luôn ờ chàng ơi. Rồi ăn tính ra ở đây cô ở đây là cũng gần nửa tháng trời chứ chừng nào hồi cô đi rồi là cô mới bà mới về trễ nha bà mới về trên trên bà sáng này nè bà về rồi cái cô Thiên Nga cô đi về trong trung ương có chị bệnh người ta chống chùa không á nha rồi cô ở đây có phát bệnh lên nha phát bệnh là chết nha nó tôi chỉ thời kỳ cho mình mấy mấy năm mười bữa nửa tháng thí dụ mình sống được như vậy chứ còn thay gì tám chị thì mình chết sớm chút chết nhờ nửa rồi. Tháng theo như lời chú ba chia sẻ là chùa Vĩnh Thanh ngày xưa từng có một vị rất là nổi tiếng đó là chỗ cô Thiên Nga vị đó giống như kiểu như là bề trên xây chuyển về chú ha chứ đâu ở trên Phụng Hiệp sao biết đây có chùa mà làm kiểu giống như là hết nhiệm kỳ rồi đi hết nhiệm kỳ rồi đi dạ hay thiệt với cái chùa này tôi nói cho chú nghe cái chùa này hồi đó trước kia là cái chùa chư vị là trị bệnh chứ không phải là chùa thờ Phật dạ chào sau này hồi đó ông ba đó là ông mới thỉnh Phật thì thờ thôi dạ thì nó ba chào ba thờ Phật ba chào một chào ông ba thờ mấy có mấy vậy thôi thì quên nó bốn chào chứ tới chào bà nội tôi đó bà nội tôi là cũng như chết tại chùa luôn bị mấy bán chết tại chùa luôn dạ thì bà đem được về bà ông Phật về rồi cái tới chào người cô người cô là cũng thỉnh dài ông Phật nữa rồi tới chào kỳ là mới thờ mới lũ khủ chứ ngày trước là thờ các chư vị chư thiên chư thần thôi dạ dạ cái nó không có quá sáng tại vì trước khi đến tìm hiểu chùa Vĩnh Thanh thì con cũng có hỏi quý chị bà con cô bác cũng như là tìm hiểu một vài thông tin về sự tích của ngôi chùa thì con thấy lạ là chùa Vĩnh Thanh là không theo hệ phái Bắc Tông hay là Nam Tông hay là những cái hệ phái khác mà chùa này xây dựng lên để điều trị bệnh tâm linh cho bá gia bá tánh chùa là tu theo tu tiên chứ không phải là tu theo Phật nhưng mà bây giờ thì đã trở thành một ngôi chùa hệ thống tu theo Phật thật thánh tiên tu theo ba bậc chứ ngày trước là chỉ tu tiên thôi rồi chỉ để trị bệnh thôi vậy là chùa mình ngày xưa nổi tiếng nhất là cô Thiên Nga ngày trước chắc chú ba cũng hay đi qua chùa chơi hả chú ba rồi chào trước nữa thì đó tôi cũng còn mười mấy tuổi nhưng tôi cũng nhớ họ thôi cũng có một cái vị là cũng là chị bệnh nữa dạ hồi đó là còn nhỏ xíu tôi còn cho mười mấy tuổi mà tôi biết rồi cũng lại chị bệnh chùa này cũng hay dữ lắm dạ chào trước đó rồi hết chân rồi cái chào sau này thì mấy cái vị sư là ở họ không được sư là lại sư là không được dạ rồi tới chào cô có cô Thiên Nga đó là có là chị bệnh là có ở cũng như có chị bệnh thôi cô đi chứ con ở nữa dạ yeah. Thì sao cuối cùng lại này kia thì cũng thầy lại ở cũng lâu nói chung người có căn duyên mới ở được người có căn duyên mới ở được còn tu theo hệ phái Bắc Tông là ở không được. Không được. Cái cô Thiên Nga này, cô chú có hiểu không? Nga ý cái cô có gì? Cô gì mới đi nè cô. Cô Thiên Nga hả? Không phải cô Nga, có gì cô mới đi hôm nay nó mười mấy ngày nay đó, cô cũng đi đó. Có gì vậy? Cô tính ở luôn đây đó. Gốc gốc ớt không được, có bệnh mổ. Rồi. Cũng sư cô mà đúng. Sư cô đó. Dạ. Có nghe nói sư cô đó là ở về đây ở bệnh không à? Ở không được. À, bệnh không. Về ở là bệnh không, bệnh không thì giờ đi luôn. Nghĩa là căn duyên tu theo căn tiên thì mới ở được còn tu theo tăng thì ở không được dạ rồi ngày trước chỗ cô ba ngủ bển cô ba có gặp gì không chú ba cô ba vợ chú ba ngày trước hay đi đường này có gặp gì không con là con biết chỗ cô ba là gặp nhiều lắm luôn gặp nhiều lắm mà dạ. Hồi trước chú ba gặp rắn lớn là gặp ở vị trí nào chú ba
đâu khoảng này. Khoảng này hả chú ba? Gắn ở khoảng này nè. Dạ. Là gặp bò từ bên chỗ bên đâu qua bên bên cái chỗ nước đó bò qua ha. Ừ, dạ. Đó chỗ này có cái mương lá. Dạ. Đây nè, thẳng đây nè, chỗ mương lá còn đó mà giờ lắp hết khúc này đó. Dạ. Là chú ba gặp bò từ hướng bên đó bò qua. Gặp từ tôi hồi đó mình mang cái bước qua. Bò dài vô đó một cái một cái bò cây liếc. Hồi xưa chỗ này cũng là rừng cây luôn hả chú ba? Rừng cây không à. Dạ. Cháu là mới ủi lắp vô là mới bằng thẳng chứ đó. Chứ rảnh cây khối không à. Thời còn thanh niên mà vác cái dao mà còn phải quýu luôn hả chú ba? Nhìn thấy cái rồi tôi muốn xỉu ngang luôn hả chú ba? Dạ. Còn cọp cọp ở lúc này nè. Cọp ở khoảng này nè. Cũng tại vị trí này luôn hả chú ba? Ừ, cũng đâu khoảng trí bên dạ. Này nè. Phóng qua đó cũng cái này. Tùy ý chú nói cái này có dạ. Mương đó. Có cái mương lá không? Ừ, dạ dạ dạ. Đó, đó có mương lá cũ còn nè chú ba. Mương lá cũ còn nè. Dạ dạ. Là ở bên bờ bên kia phóng qua đây hả chú ba ha? Bên này phóng qua. Dạ. Lúc đó qua tới đây thì bịt thù rồi. Cái là tôi thấy cho hết hồn luôn á. Dạ. Còn cặp cọp mà người đàn ông mang xuống là hiện tại ở trong chùa. Ừ, bây giờ cái trong chổng còn cặp cọp nhỏ xíu vậy đó chú có thấy đó còn. Dạ. Có thấy chưa, thấy cọp chưa? Con chỉ thấy cặp lớn này, thấy dạ. Cặp lớn chỗ của chú dạ chỗ Úc Kỳ, chú Úc Kỳ đắp thôi. Và ngày xưa vùng Sóc Trăng mình chắc đâu có cọp đâu hả chú ba? Nghe nói là mới có mà dạ. Nó là vườn từ đây tới ngoài là vườn dữ tợn vườn lắm, sau này mấy cái khu này mới ủi hết trơn vô đó có dạ. Vườn ra tới mà ngoài đó dạ. Vườn dữ vườn lắm, tại vì trước giờ đâu có nghe bà con cô bác anh chị kể là vùng Sóc Trăng mình có cọp đâu, tại vì cọp đó là phải ở trên vùng núi như là vùng Thất Sơn của mình bên đó mới có. Gặp xong rồi từ đó tới bây giờ là coi như không quên được cái ngày đó đúng không chú ba? Đúng rồi, tôi không quên. Dạ. Mà chú ba đứng nhìn phóng qua luôn hả chú ba? Tôi nhìn ông phóng qua ngông. Dạ. Chụp lại đứng chụp lại từ giờ tôi phóng qua ngông nữa. Dạ. Rồi tôi bỏ tiền về luôn, tôi phóng qua luôn. Hồi trước là lúc chú ba còn nhỏ là cái hàng cây sao này có chưa chú ba? Hồi tôi ấy là lòng nó cũng mới một cái sản trồng, mới trồng đây chừng 20 năm nay. 20 năm? Hồi đó chưa có. Dạ. Yeah. Ủa vậy mà lớn nhanh tốt quá hả chú ba? Có mà đều ổng đốn muốn hết rồi. Dạ. Yeah. Nói gì là Phật dạ. Thế. Vì cháu là thiệt khỏe chưa chứ? Đỡ rồi vậy chú ba. Cô mới nấu nước cho chỗ em Nhi uống hả con? Nóng này cho dạ. Dạ. Nãy chú Út hỏi con đâu rồi, con nó biết đi đâu rồi. Dạ con qua nhà chú ba, đang thấy chú Út ngủ, để chú Út ngủ luôn. Hồi xưa khu vực này là có giếng nè. Có giếng nè hả chú ba? Có giếng này nè, rộng lắm. Dạ. Giếng gì tới đâu tới biết cái. Một cái miệng giếng mà lớn dữ vậy hả chú ba? Rộng lắm. Dạ. Giếng ta nước chùa trời á. Dạ. Từ khoảng đâu rồi tới khoảng này chứ ra được cái giếng. Nó cho mình nó cái đất rồi. Chuối người ta trồng ba cái cây cối chuối cũng lớn. Dạ. Ngày xưa đâu có được thoáng như thế này đâu hả chú ba? Dạ. Cặp này, cặp dưới này có cái mương tới cái giếng này, mương dài ra cái ngoài đó. Cái giếng nè. Giếng chỗ này đó là ông sư nghe hồi đó ông sư ở hồi đó tôi biết là tụi nhỏ biết ông sư là ông về ông ở cất cái đó dục cái đất dưới đó là ông cất cái cốc ông kéo này đó cái miễu bà nó nằm đây cái nó nằm chỗ này nè. Đây cho nó về đây. Ông sư đó là cây nhóm cha mà nó bị cọc không biết đem nó đi đâu rồi không biết mất tiêu luôn dạ
Đúng hai ông cặp màu này luôn hả chú ạ? Mà cái cử chỉ cũng giống như vậy luôn hả chú ạ? Y hệt thì sao? Ông này sao là hồi đó tôi gặp hai ông y hệt vậy đó. Y hệt như là cái hồi đó tôi thấy cái ông đó vậy đó. Dạ. Khi mà chú ba nhìn thấy cặp hổ về chùa mình như thế này chắc lúc đó là hết hồn liền. Dạ. Dạ. Bây giờ sao lại xuất hiện ở đây đúng không chú ba? Dạ. Chú ba coi cây bồ đề này đẹp không chú ba? Thực sự khi mà con xem được cái hình ảnh của một vị Phật tử mà đi về đây viếng chùa chú ba, gửi cho con cái hình cái con hết hồn luôn chú ba. Thực sự cái, nhìn cái này đó nó càng ngày nó càng lớn. Dạ. Càng ngày càng lộ ra rõ đúng không chú ba? Dạ. Hồi sớm thì có hai anh kia vô chụp hình đó, hai anh kia đọc được chữ trên đó luôn đó chú ba. Hai anh kia nói là có chữ phạn ở trên đó luôn. Còn con với chú ba thì chắc không biết, không đọc được rồi. Dạ. Có hai anh kia lên, hai anh kia nó đọc được luôn á. Nhìn rất là giống một vị khất sĩ luôn bà con cô bác anh chị. Rất giống luôn. Nghĩ là sau này cái thân cây chính bên trong á, khi mà già đi thì sẽ lộ ra luôn á chú ba. Đúng rồi. Dạ. Nói sau này chắc cái cây nó lộ. Dạ. Đẹp quá đẹp luôn. Lộ ra cái thánh hay thần hay Phật cũng biết. Cái này là theo quan sát là đầu tiên là mình thấy cái y là y khất sĩ đó chú ba. Dạ, ngay ngực xuống á. Dạ. Nếu mà quan sát ở phần dưới là chú ba nhìn thấy cái phần chân luôn rồi chú ba. Dạ. Nhìn thấy phần chân luôn rồi. Dạ. Điều đặc biệt là chỗ thân cây bồ đề này là nằm đằng sau ngay chỗ tượng Đức Thế Tôn luôn nha bà con cô bác anh chị. Đó. Tượng Đức Thế Tôn phía trước như thế này nè. Đó. Đằng sau cây bồ đề thì lộ ra một cái hình tượng này là của một vị Phật mà bên hệ phái Nam Tông nha bà con cô bác chị, hệ phái khất sĩ. Ôi, hồi lúc chưa cái cây đó rung quá chừng rung luôn á chú ba. Thì bởi vậy tao nói cái cây đó mà không biết cái gì đâu, tôi dạ. Không biết cái vụ đó rồi. Mà không có gió nhưng mà rung dữ lắm luôn á chú ba. Mà bà nhà tôi bà nói qua rung luôn, cái bà nói thôi đừng rung nữa, tôi thấy gì tôi biết rồi, đừng rung dạ. Nữa, đừng thinh luôn. Đúng là biết rồi phải không chú ba? Dạ, nó tôi biết rồi, thôi dạ. Đừng rung nữa, dạ. Thinh luôn. Cái này nó có giếng nó mới lắp lại nè. Ê, hồi trước cũng có giếng luôn hả chú ba? Có giếng lớn nhỏ này nè. Dạ. Cái giếng này nó có cái sự có cái cây bên này nó tâm linh lắm mà, có cây đây cây nè. Cây gì chú ba? Cây đây nè. Cũng cây này luôn. Cây này là cây. Dạ. Này nó có hai cây nha. Dạ. Một cái cây ngoài này nó hồi đó cái cây đây nè. Và cái nhánh nó sẽ nó quật qua đây. Quật qua đây tự nhiên nó chết như vậy á, gục luôn cái giếng. Cái giếng này nó chết. Dạ. Cái bà chủ chùa với bà kêu cái dân mà ở ngoài chợ ngoài vô cho xin củi. Dạ. Vô cái chợ củi, vô cắt củi rồi cắt còn khúc thì không được dài không, còn khúc gốc gì đó. Dạ. Rồi mới chở về tới ngoài, rồi chở về ngoài cái sáng lại cái chở nguyên một thùng củi vô trả lại. Rồi mới mua đồ đạc vô nhóc vô trên mua cúng trả lễ. Bây giờ thôi. Vậy là xác định rồi đúng không chú ba? Xác định là có chuyện rồi đúng không? Nó củi của người ta này kia mà sao mà để cây cối người ta mà đống củi đống gì hàng kỳ cục đó. Chỗ luôn mới đem vô trả. Thấy chở về đến nhà mà đem vô tới đây là xác định rồi. Dạ. Rồi còn cúng ngược lại nữa là mua đồ đạc nấu nhóc cái chân vô. Dạ. Cúng trả lễ. Dạ. Là xác định sao rồi. Dạ. Ủa vậy là ngày trước ngay vị trí này cũng có một cây luôn. Vậy là ba cây. Cây nè. Dạ. Vậy là ba cây chứ không phải là hai cây. Bên bển cây, bên đó cây, bên tập với đó từ đó ra ngoài đó cây. Bốn cây đừng nói chứ. Dạ. Cái cây này thì tôi nói chú là nó ngã qua nó về đây nè, nó chết. Dạ. Rồi nó ngã một cái nhánh vào đây nó ôm cái thân cây kia đó. Dạ. Ôm thân cây kia nó sống vậy luôn tới giờ luôn đó. Còn cái cây kia là cây khác hai cây á. Ủa chú ạ. Vậy là đó. Cái cây mà ngã qua là nó ôm cây này nó sống luôn đó hả? Ôm cây nó sống, ôm tròn vo sống đó, còn cái cây trong đó là cây khác, cây cha đó. Chàng ơi, bữa giờ chỗ chú Kỳ đâu có chia sẻ cho con biết đâu. Đó, chú nhìn kỹ đây, dạ. Hai cây đó. Cái cây bên trong á là không cây không. Bên trong là cái cây đứng đó đó, dạ. Cây cha.
Còn dạ. cây này là có thuộc như cái cây lá nhỏ nè. Dạ, cây này là cây da, cây da, cái nhỏ nè, cây nhỏ. Nhỏ da. Dạ, nó, cây da. Đó nó quật qua nhất dạ. đó. Cái tự nhiên bên này nó chết. Cái ngã quật qua cái sóng bám vô cây này sóng luôn. Rồi bây giờ hình thành lên một cái hình tượng cây giữa phía bên kia luôn. Thực sự rất là huyền bí bà con cô bác anh chị. Tại vì mình may mắn mình gặp được chỗ chú Ba. Chú Ba thì năm nay 63 tuổi và chú Ba sinh sống từ nhỏ ở đây. Trải qua những cái giai đoạn thăng trầm của chùa thì chú Ba biết rất là rõ luôn. Tại vì chú Ba cũng là một người con của Phật và con cô bác anh chị. Chú Ba mặc dù là theo Phật giáo Hòa Hảo nhưng mà chùa cần gì thì chú Ba hỗ trợ hết mình. Giúp được việc gì thì chú Ba cố gắng chú Ba làm. Thực sự nếu mà không có chú Ba mình cũng chưa biết về sự tích ngày xưa là ở đây có 4 cây luôn. Tôi chỉ với cái gốc cây này. Dạ. Gốc cũng là nhỏ gốc đó thì nó gốc này nó không đẹp. Dạ. Rồi cái ông kia này nè, ông nói cái kêu ông kia kêu ông tèo vô cưa bỏ, dạ. bỏ lặng lặng hai cây nữa nó đẹp nhau. Đối xứng đúng không chú ạ? Ờ, rồi ông cưa cái cây này. Dạ. Ông cưa mà tôi đứng một cái tôi xuất mồ hôi. Thật sự mà nói ổng cưa mà tôi sức mồ hôi đó. Có xin kèo không chứ bà? Chắc có chứ. Không biết cái chỗ đó dạ. tôi không biết có xin xin gì nó dạ. biết nhưng mà ổng cưa tôi sức mồ hôi. Ổng cưa là có mấy chiếc đồng hồ cây nó ngã. Dạ. Ngã vô đập qua cây qua đó một cái nó ngã một cái nhánh tán thần luôn. Dạ. Vịt nó ngã như nó kia. Rồi tưởng sao mấy tháng sau ổng về vậy kia. Khi mà thấy người ngồi cưa cái cây đó là chú Ba đổ mồ hôi là biết xác định thế nào cũng có việc đúng không chú Ba? Thế nào cũng phải có một cái trận gì lớn dạ. lắm. Tại vì có nhiều chuyện nó tế nhị quá nên không tiết lộ được và con cũng bán chị thông cảm. Cũng cầu chúc cho chú được làm một cái phận sự này cho nó thật tốt đẹp ha. Sau này để mình cũng được mình sau cuối cùng cho con cháu mình nó noi gương theo đặng đang làm những cái hình ảnh mà nó rất là đẹp cho chùa. Dạ. Yeah. Là Phật đây. Dạ. Dạ con cũng cảm ơn chú Ba đã dành chút thời gian quý báu để chia sẻ cho con về những câu chuyện tâm linh cũng như là những cái sự tích ngày xưa về chùa Vĩnh Thạnh. Con xin chúc chú Ba cùng với gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe, những năm điều lành từ đất Phật, sống vui, ăn lâu, sức mạnh và trí tuệ. Mến chúc quý bà con, cô bác, anh chị khán giả thân thương trên kênh YouTube của tỉnh có thật nhiều sức khỏe. Quý bà con, cô bác, anh chị yêu thương kênh, hãy ấn like cũng như đăng ký và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác anh chị. Dạ con chào chú Ba lần nữa nha. Dạ. Dạ. Hữu duyên ơi, ngày nào chú Ba đi làm từ thiện cho con xin đi theo ấy. Dạ. Con thì không có làm được nhiều việc giỏi nhưng mà được con gái là con báo dữ lắm. Mình có cái tâm mình, cái hướng mình làm được rồi chứ dạ. không phải mình làm nhiều nữa mà mình yêu cầu mình có cái tâm mình làm. Dạ. Dạ con cảm ơn chú Ba nhiều ạ.